pas grand chose à dire à l'intérieur de lui. T'as rien, va de loin. D'accord. Exact. Sur le ไปผสมบางช่องไปผสมจะเย็นช่องบางแก What the fuck โอ้ แล้วไปเลยบางทีผสมจะได้แล้วผสมไปแล้วไปเลยนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีบูมมากเด็บซ้ายพูดก่อนใกล้อยู่แล้วเอาไปก่อนแน่หนูไปเสื้อก่อนแน่หนูไปเซ่หนูกับบันตรงนี้ตอมตอนไหนนู้บอยแต่ใครคาแรคเตอร์ได้ก็เออหนูบันไงเหมยอ่ะเออชาติเหมยเอาไม่เจอเกี่ยวโดนดับไก่เกี่ยวเนาะโดนลูกเกี่ยวเนาะเซ่ก็ถือพอตามนี้เลยตามเรียบcặp tay đi thằng nhóc mày cầm gỗ của tao xong mày xây nhà tao đi lấy đồ á mày xây nhà mày tao đi lấy đồ mày lát mày phải xây nhà tao đi nhặt đồ tao sẽ đừng lo em yêu tao lại trở về mua với người á đi vẽ slap đi vẽ lát lại luôn nó có cái à mình không giày quên.Sợ vãi đi các bạn, tao muốn bay. Ở chơi cái Johnny là nó cho mẹ mày cánh. Mới tới cánh nó hơi sò. Đủ má. Để nó ra đi, để tao xây nhà. Đây. Này. Để tao làm workbench. Tao làm rồi. Fuck.Dụ nó ra để tao lại tao một cactus để tao làm kiếm đi cậu ấy. Mày dụ nó ra đi. Ok, nó ra. Để tao làm kiếm. Ô sao tao. Đây chạy lên lấy kiếm. Ra đấy. Vào nhà lấy kiếm. Không. Đéo. Đi vào đây. Tao hit cactus rồi. Không. Kiếm này bao nhiêu đam nhỉ? 8 đam. Ui.xây cửa à? Mày phá cái đấy đi, tao xây cửa. Phá đi, tao xây cửa. Nó phải đọc lá. Hả, con gà. Ui, cái mẹ, slam vào lá. Ơ, tao đặt cửa rồi mày nè. Mày đứng ở workbench. Không, tao có rồi. Như là tao đặt nó. Ô. Hay là mày có achievement chưa? Không thì mày giết con slam này, mày được achievement. Tao không đặt được này. Nhìn. Ô, cửa. Bởi vì mày để cao quá. Cửa nó chỉ 2, nó chỉ 2 cầm gỗ thôi. À cái trên nó phải đấy không? chỉ 2 thôi. Rồi, để tao. Tao chơi nhiệm vụ, tao chơi nhiệm vụ riêng này, để tao. Được chưa rồi? Nó rơi 1 vàng, nhiều vậy. Mày biết không, tao là bạn tốt nên tao sẽ làm giáp cho mày đầu tiên. Mày chết chưa? Tao nó xây nhà. Mày sẽ chết ha. Tao bất tử. Ôi nó đi. Vào nhà đi. Ê, let's go. Tao có điều mày cái đỉnh của lá ở đây à? Đang trang trí. Mẹ ảo mày. Fuck. Tao spawn được tất cả lá. Thì sau mình sao đi. Spawn được lá. Tao có cái lá oan. Nó phá cửa kìa. À, nó phá được không? Ừ, đi. À, phá được. Đó. À, nghe này đây. Nó cầm tốt chứ, giết nó đi. Cần tí, tao làm giáp. Tao cho mày giáp.Oh fuck, đéo đủ. Ok mẹ. Ơ, sao mày lại làm mũ? Tao có mũ rồi mà. Đâu, đây là chest plate. Mỗi phòng là phải có ghế với bàn đúng không? Ghế, bàn và torch. Và có tường. Tường thì... Oh, tao... Để tao làm torch nữa. Đi. Xong mày có giáp là đều có.Mẹ có tí giáp nữa. Mẹ không? Đâu rồi, Cabin the Merchant has arrived. Ê. Tao cần gì giáp khi mà tao có bộ đồ màu tím.
Mày lấy đủ gỗ chưa? Tao lấy trăm gỗ, tao lấy ít gỗ. Ui dồi. À lại phải lại xem chán đấy. Lát đánh khó. À là con đời cũ của mẹ. Ui đi. Đánh đó. Ui đau vãi luôn. Mày có giáp vậy, đi vậy. Kiếm kiếm mày nó có cộng gì không hay là kiếm bình thường? Kiếm tao á? 8 melee này, 7% critical strike này, low speed, cộng 3 critical strike chance. À ok, thế thì được. Cũng được. Nó ghi là heavy đúng không? À, heavy. À, được. À, mẹ nó, bên nó, phải như lồn. Nó nói mỗi low speed với cả average knockback. Mẹ bên phải như lồn, mẹ xấu hết. Đi, mẹ, lồn đi. Lên, lên, mình chết bây giờ. Ăn lồn rồi, ăn lồn. Đi. Đấy, đi, đến lúc thể hiện trình độ, người ta đó nhìn thấy được. Đi lên, đi lên, đi lên. Tao không nhìn được. Lấy được, lấy được, lấy được, lấy được, lấy được. Lấy đi khỏe, sắp chết, sắp chết. Giờ đi. Đúng rồi. Bảo vệ tao để đây, tao thể hiện trình độ. Lá cây, tấn công. Được, 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 được. Đi hết kiểu. Thì là... Đi khỏe, tao muốn. Đi khỏe, tao muốn. Đi mày, chứ tao, tao để uống lá cây. Lại, bỏ cái control nó ra đi. Cái control ra á. Ngứa. Từ từ chơi tranh thủ hồi máu thì... Ơ, nào. Để tao ăn ạ. Ơ. Tao chậm nhỉ. Ê. Tao chơi an toàn. À. Ồ, đây chỗ này hay này. Sao không đi xuống? Sao lại không đi xuống? Bởi chỗ này có chest. Bởi có chest ở đây. Cái quan này. Ok, mày đi xuống đi. Cái quan này không tốn mana đúng không? Không. Càng nghĩ này. Oh. Đây là lý do vì sao rồi. Nó tiêu gỗ để đặt lá. Hết đỉnh con mẹ. Fuck, tao mất hết gỗ rồi. Lừa đảo, đi cơ mẹ. Chó. Mày biết chỗ lúc nãy. Tao đéo. Mày biết chỗ lúc nãy. Nhiều. Chỗ lúc nãy là. Fuck. Mày chỗ lúc nãy tao còn đớt. Rồi, ăn lồn rồi. Thằng nào? Lạ. Ừ, gỗ này. Gỗ tao vứt cho ngoài, mày làm thế à? Tao thấy nó không không đặt nữa, tao mới đang hỏi. Mẹ. What the fuck? Tao vứt cho mày gỗ mà mày làm thế à? Dirt block. Nó bán đi đây. Toàn đồ vớ va vẩn. Rope này, iron anvil này, bucknet. Copper pickaxe. What? Piggy bank. Ok, cái này. Mining helmet. Ba gold, 56 silver. What? Mà em điên. Rồi mua piggy bank nhá. Uh-huh. Cái đấy để tiền. Đã đủ đi. À để ta đổi hết sao đấy. Tao đủ. Tao mua một silver lớn thế. Ui, Piggy Bank bây giờ có 89 silver. Trước nó một gold đấy. Tao mua. À ta đổi đi đổi lại ngáo vãi luôn. Tao 17. Sao mà để tiền rồi đấy. Để tiền rồi đấy. Để đâu? Để dưới. Để tiền ở trong Piggy Bank. Mày để trên đấy à? Hay để xuống dưới. Tùy mày. Đéo ấn được bọn này cứ chặn ấy. Địt cho mẹ thằng lồn này. Nó xin mặt thì ấn được. Bỏ đi ra đi, tao mới đặt từng tiền đi. Ờ, em xin mặt đi. Thôi, tao lên xây tầng trên ạ. Xây nốt á. A few moments later. Lấy, cứ lấy hết. Tin là bằng với copper nhưng kiểu mạnh lấy hết zombie mẹ pick axe như cái con cặc đào mất cả thế kỷ. Hay là tao lấy nick khách rồi ta. Đéo. What, hàng to đấy. Ngon. Cố gắng tìm được cái nào mà kiểu nó có cái nhà trong cái gỡ có đồ xịn, nó có chest có đồ xịn. Thấy mẹ sợ á, hay lắm.
xuống cứu. Ôi đây. Ôi bị tiên. Đùa để ra mở ảo. Đặt tốt hộ cái, đéo nhìn đi. Đùa rồi, bảo vệ tao đi. Nó khỏi ấy vậy, tôi có mắt mới. Ngày xưa còn muốn một con mắt. Lấy hết, cướp hết. Rồi. Chest bang, nice. Lấy, xong rồi phá chest. Có gì à? Rope, bomb, mace. Dùng. Đeo cái gì nhá. Hay có dùng không được. Mày ăn chút phải. Mace. Nếu mà nó không. À, nó là vũ khí, địt mẹ, nhìn nhầm. Cái đấy như nào. Mace là cái đeo, cái đeo mới. 18 dam, 4% critical. Thử làm đi. Can be upgraded with torches. What? Bắn nó ngay. Đánh đổ. Yếu ấy. À đây, địt mẹ, mạnh khuê. Mày giữ. Rồi ném. Nó thể nâng cấp rồi ném. Torch. Nâng cấp. Anh mới. Nó bảo thế. Can be upgraded with torches. Oh, lấy cái chandelier nếu mày muốn trang trí. Đặt to đã, nhưng mà đã nhìn mẹ. Mù quá. Quâm. À rồi. Cái chandelier. Teleport you to party member này. Đúng rồi. Thì teleport đến chỗ mày không? Teleport mày ấn M rồi ấn vào ta. Ta nhớ chết chờ khi mày teleport. Cứ chết rồi teleport thì nhau. Đủ má, thế thì vứt tao giáp. Tao đeo có giáp, tao đeo có vũ khí. Mình lấy mũ không? Iron này lấy nó. Về tí làm cái PX mới những cái phó quá chơi cái chịu thật. Đảo mãi đeo xong. Địt con mẹ, tốn đây. Wow. Cái đéo đấy. Oh, tao bị giáp, tao bị trap. Oh. Tao bị cái quả tròn tròn nó rơi rồi đấy.